Sáng 12 tháng 9, thông tin từ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn xã Nậm Lúc đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng, vùi lấp 8 ngôi nhà tại thôn Nậm Tông. Vụ sạt lở xảy ra vào 13 giờ 40 phút ngày 10 tháng 9 tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Thời điểm trên, đất đá từ trên đồi sạt lở với khối lượng lớn đã vùi lấp 8 ngôi nhà với 27 người. Ngay khi nắm được thông tin, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng đến cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, công tác triển khai việc tìm kiếm khắc phục hậu quả vụ sạt lở gặp nhiều khó khăn do so trời mưa to. Tuyến đường và thôn Nậm Tông bị ngập sâu, có nhiều điểm sạt lở. Việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải mất gần 4 tiếng ngược sông chảy từ Bảo Nhai lên mới tiếp cận được tới thôn. Đất đá sạt lở bất ngờ với khối lượng rất lớn đã làm 7 người chết, 11 người mất tích và 11 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Do địa hình bị sạt lở chia cắt giao thông và mất tín hiệu viễn thông, nên công tác thông tin giữa huyện và vùng sạt lở bị gián đoạn. Công tác cứu hộ cứu nạn tại đây gặp rất nhiều khó khăn do địa hình chia cắt. Các lực lượng mất rất nhiều giờ đồng hồ mới tới được vị trí sạt lở. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích phải tạm dừng lại do đất đá tiếp tục sạt xuống. Hiện nguy cơ sạt lở vẫn còn cao nên nguy hiểm cho các lực lượng tham gia cứu hộ. Cơ quan chức năng đang tính toán các phương án để tìm kiếm người mất tích vừa bảo đảm an toàn vừa đảm bảo tiến độ nhanh nhất. Tính đến thời điểm 17 giờ ngày 11 tháng 9, con số thiệt hại về người tại huyện Bắc Hà đã lên tới 51 người. Trong đó, 15 người chết, 19 người mất tích, 17 người bị thương, trên 1.400 ngôi nhà bị thiệt hại. Trước đó vào sáng mùng 10 tháng 9, tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Y, Lào Cai, cũng xảy ra vụ lũ quét vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ, nơi có 37 hộ dân, 158 người cư trú. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 34 thi thể, 61 người khác vẫn đang mất tích. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, đến 8 giờ 15 phút ngày 12 tháng 9 đã phát hiện thêm 3 thi thể tại khu vực xảy ra lũ quét. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, 12 tháng 9, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 Bộ Quốc phòng, trực tiếp chỉ đạo phương án tìm kiếm. Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, công tác cứu hộ phải khẩn trương, tuy nhiên cần đảm bảo an toàn vì hiện trường nơi xảy ra lũ quét vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong công tác chỉ đạo tìm kiếm. Trong sáng nay, lực lượng tìm kiếm sẽ sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ghi nhận trong sáng nay tại khu vực thôn làng nụ, trời đã hửng nắng, tuy nhiên vẫn còn mưa nhỏ rải rác. Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân của những người mất tích đã tìm tới sở chỉ huy, đặt tại nhà văn hóa thôn làng nụ để mong ngóng chờ tin từ lực lượng cứu hộ. Trước đó, sau hơn một ngày tìm kiếm, dù gặp nhiều khó khăn do trời mưa liên tục, nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn đã được tích cực triển khai với sự tham gia của 300 cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 98, sư đoàn 316 quân khu 2, 200 cán bộ công an chính quyền địa phương. Trận lũ quét gây sạt lở nghiêm trọng đã xóa sổ toàn bộ thôn làng nủ, nơi sinh sống của 37 hộ dân với 128 nhân khẩu. Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Dạng sáng 11 tháng 9, quân khu 2 và chính quyền tỉnh Lào Cai đã quyết định mở đường độc đạo để tiếp cận hiện trường, đưa bộ đội và phương tiện cứu hộ vào hỗ trợ người dân trong vụ sạt lở đất khiến hơn 100 người thiệt mạng và mất tích. Trung tướng Phạm Hồng Trương, tư lệnh quân khu 2 cùng bí thư tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đã trực tiếp chỉ huy tại sở chỉ huy tiền phương được thiết lập ngay tại xã Phúc Khánh. Bộ tư lệnh quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh. Lực lượng này được chia thành hai mũi, một mũi gồm 100 chiến sĩ sẽ tìm kiếm dọc suối nủ từ sông chảy vào, và mũi thứ hai với 200 chiến sĩ sẽ trực tiếp tìm kiếm tại khu vực sạt lở. Ngoài ra, hơn 300 nhân viên công an, quân đội và dân quân địa phương cũng đã được huy động để hỗ trợ mở đường, tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả. Người dân địa phương cho hay, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai, nên khi vụ sạt lở đất xảy ra, tất cả đều hoàn toàn bất ngờ. Ông Hoàng Văn Điệp, trưởng Thôn Làng Ngũ cho biết. Vụ việc xảy ra vào 6 giờ sáng cùng ngày, người dân nhìn thấy đám bùn đất to ở trên cao 100 m sạt trên núi xuống. Sau tiếng kêu lớn, bùn đất đổ ụp xuống khu vực người dân đang sinh sống. Tất cả các ngôi nhà đều bị đẩy bay. Kết thúc ngày tìm kiếm cứu nạn 11 tháng 9, đã tìm thấy thêm 9 thi thể, 61 người vẫn đang mất tích. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 9, công tác tìm kiếm nạn nhân tại thôn Làng Nụ đã phải tạm dừng. Do so, nguy cơ sạt lở từ trên núi Con Voi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, hơn 300 chiến sĩ của quân khu 2 cùng hơn 300 người thuộc lực lượng công an, quân đội, dân quân huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai cùng tham gia tìm kiếm nạn nhân bị sạt lở đất tại làng Nụ. Toàn bộ các lực lượng chức năng của địa phương đã được huy động để phục vụ công tác khắc phục, hỗ trợ người dân gặp nạn và tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Trong hôm nay 12 tháng 9, hơn 600 người sẽ tìm kiếm ít nhất 58 nạn nhân còn mất tích tại vị trí điểm sạt lở đến cầu làng Nụ, dọc con suối Vàng Cuồng, khoảng 6 km. Lực lượng cứu hộ chia làm 3 nhóm tìm kiếm ở đầu nguồn, đoạn giữa suối và đầu cầu, mỗi điểm cách nhau 2 km. Trong đó, bộ đội sư đoàn 316 tập trung tìm ở đoạn giáp cầu, vùng trũng nơi được dự đoán là có nhiều nạn nhân bị trôi giặt tới. Đến 9 giờ sáng nay, thêm 2 nạn nhân vừa được tìm thấy, nâng tổng số người tử vong lên 32, vẫn còn ít nhất 57 người mất tích. Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trong 3 ngày vừa qua, mưa lũ, sạt lở, lũ quét đã làm 72 người chết, Sapa 8 người, Văn Bản 2 người, Bắc Hà 13 người, Simacai 7 người, Bát Sát 12 người, Bảo Yên 30 người, 111 người bị mất tích. Thị xã Sapa 1 người, Bát Sát 6 người, Bắc Hà 21 người, Bảo Yên 83 người, bị thương 70 người. Thị xã Sapa 15 người, Bát Sát 7 người, Bắc Hà 20 người, Simacai 10 người, Bảo Yên 18 người. Cũng trong ngày 10 tháng 9, tại Lào Cai cũng xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực nhà máy thủy điện Đông Nam Á nậm lúc xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, khiến một người bị thương, nghi 5 người mất tích. Nguyên nhân vụ việc được xác định do mưa lớn nhiều ngày, nên lượng lớn đất đá tràn xuống nhà điều hành của nhà máy thủy điện gây sập. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động 60 người là lực lượng bộ đội công an huyện cùng dân quân các xã đến hiện trường để tập trung cứu hộ cứu nạn. Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã điều động một xuồng hơi để vận chuyển người bị nạn và một máy điện thoại vệ tinh để duy trì liên lạc. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê thiệt hại tính đến 22 giờ ngày 11 tháng 9. Có 326 người chết, mất tích, 181 người chết, 145 người mất tích, tăng 2 người so với cập nhật thống kê lúc 18 giờ ngày 11 tháng 9. Cụ thể, Lào Cai, 183 người, 72 người chết, 111 người mất tích, gồm Bảo Yên, 133, Sapa, 9, Bát Sát, 18, Simacai 7, Bắc Hà 34 và Văn Bản 2. Cao Bằng 52 người, 34 người chết, 18 người mất tích. Yên Bái 44 người, 40 người chết, 4 người mất tích, gồm thành phố Yên Bái 21, Lục Yên 14, Văn Yên 6, Văn Chấn 1, Chấn Yên 2, Quảng Ninh 15 người chết, Hải Phòng 2 người chết do bão, Hải Dương 1 người chết do bão, Hà Nội 1 người chết do bão, Hòa Bình 5 người chết do sạt lở đất, Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn sạt lở đất, Bắc Giang 2 người chết do lũ cuốn, Tuyên Quang ba người do lũ, hai người chết, một người mất tích. Hà ha Giang hai người, một người chết, một người mất tích. Lai Châu một người chết do sạt lở đất. Vĩnh Phúc hai người, một chết, một người mất tích do lật thuyền. Phú Thọ 10 người, Lái, giam 8 giam người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, một người mất tích do lũ, một người chết do sạt lở đất. Không thể tìm thấy xác chồng để về làm cái cô cho con thôi. À, à, ơi. À, ơi, biết mùa biết mẹ của bố ở đâu? À, à. Trong kia rào chị em có thấy không? Chắc là mái tuôn chập xuống như này Ngủ không dậy thì chắc chập xuống chết ở trong rồi